Cụ thể, ngay sau vụ sập cầu, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đã cử đoàn chuyên gia độc lập đi kiểm tra sự cố cầu treo Chu Va. Theo nhận định, nguyên nhân ban đầu được xác định là do ốc neo cáp của cầu không đảm bảo chất lượng. Thay vì phải đúc nguyên khối, thì con ốc này lại hàn nối nên khả năng chịu lực quá kém. Nếu là vật liệu đúc nguyên khối theo thiết kế, thì có thể chịu tải trọng cả 100 người đi qua. Ốc neo này được chế tạo không theo thiết kế ban đầu. Theo các chuyên gia cầu đường, thông thường, trường hợp cầu treo bị quá tải thì trục mốc của cầu sẽ bị bật lên khỏi mặt đất. Tại vụ sập cầu này, ốc neo lại bị đứt, nên có thể khẳng định chất lượng ốc neo có vấn đề. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải cho biết, dự án cầu treo Chu Va do huyện Tam Đường làm chủ đầu tư, đơn vị thi công thiết kế cũng thuộc huyện Tam Đường quản lý.